Em xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên YouTube Bến Tre Channel. Và xin giới thiệu với các bạn, đây là núi Minh Đạm và bãi biển của khu du lịch Resort Trân Châu. Resort Trân Châu trước đây của nó, tên cũ nó là Thùy Dương Resort nha các bạn. Trân Châu Resort nằm trên cung đường ven biển thuộc xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Khoảng cách tới địa điểm này như sau nha các bạn. Cách trung tâm thành phố Vũng Tàu 30 km nha các bạn. Rồi cách sân bay Tân Nhất 82 km nha các bạn. Rồi khu căn cứ Minh Đạm của Phước Hải, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu 1 km. Thập Tự Giá Long Tân, Long Tân Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu 17,2 km. Chợ Hải sản Phước Hải, đường tỉnh 44A Phước Hải, Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu 2 km nha các bạn. Thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên Phước Hải, Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu 1 km nha các bạn. Trân Châu Resort với diện tích là 15 hecta với 120 phòng nha các bạn. 120 phòng khách sạn và villa sát biển. Mỗi phòng được trang trí với đầy đủ các tiện nghi TV màn hình phẳng với đa dạng kênh wifi miễn phí. Phòng tắm riêng với bồn tắm giúp thư giãn thoải mái. Đặc biệt, khu villa sát biển được thiết kế sang trọng, tiện nghi hài hòa với thiên nhiên nha các bạn. Thật tuyệt vời khi mỗi sáng thưởng thức một ly cà phê nóng, đọc sách và ngắm biển tại đây nha các bạn. Và quý vị và các bé rồi có thích hồ bơi thì tại đây cũng có hai hồ bơi nước ngọt nha quý vị, và một hồ bơi nước biển, xây ngoài trời, không gian thoáng mát nha các bạn. Rất lý tưởng khi những mùa hè nóng bức này mình sẽ trầm mình với những cái hồ bơi này nha các bạn. Trang thiết bị hiện đại, tiện nghi là nơi lý tưởng dành cho du khách thưởng thức các món ăn đặc sắc. Phòng họp với sức chứa hơn 200 khách với đầy đủ thiết bị tiện nghi hiện đại giúp đáp ứng nhu cầu khách hàng cho những cuộc hội thảo quan trọng nha các bạn. Chúc tất cả quý vị có một chuyến đi nghỉ mát thật là vui vẻ và hạnh phúc nha quý vị. Và đây là núi Minh Đạm, một địa điểm tham quan nổi tiếng của Vũng Tàu nha các bạn. Nhắc đến những địa điểm du lịch Vũng Tàu nổi tiếng, nhiều người nghĩ ngay đến những bãi biển đẹp, những ngôi chùa uy nghi, thoáng mát, những công trình kiến trúc đồ sộ như ngọn hải đăng, tượng Chúa Giang Tay. Đặc biệt, du khách thường nhắc đến khu di tích lịch sử Minh Đạm, chứng nhân của một thời lịch sử hào hùng ở Việt Nam. Ngọn núi Minh Đạm này cách thị trấn Long Hải khoảng 6 km. Nếu xuất phát từ Sài Gòn, bạn chỉ mất 2 tiếng để đi di chuyển nha các bạn. Núi Minh Đạm nằm ở phía đông nam của huyện Đất Đỏ nha các bạn. Khu căn cứ Minh Đạm trước kia còn có tên gọi là Châu Long hoặc Châu Viên. Núi Minh Đạm dài 8 km và độ cao là 355 m, với ba mặt giáp biển, với nhiều hòn đá lớn nhỏ bí ẩn núp dưới những rừng cây vách đá. Núi Minh Đạm được bắt nguồn từ tên ghép của hai chiến sĩ cách mạng đã hy sinh khi đang bị phục kích ở dưới chân núi là ông Bùi Công Minh và ông Mạc Thanh Đạm. Dạ, và đây là đoàn của các anh các chị của giáo xứ Bắc Dũng, đường Thống Nhất, phường 15, quận Giáp, đi nghỉ mát ở khu resort Trân Châu. Các anh chị ở đây rất là vui, rất là hào hứng và phấn khởi khi được đặt chân đến nơi đây. Không, quay phim chị đi ra rồi. Quay là làm là đưa lên hết. Sáng nay quên. Mai là làm bên nhà xe của anh. Dạ. Biết Mai không? Không biết. Cái Đào. Tại vì mình là quen cái ngày Mai. Thì quen số điện thoại Mai là số nào? Không. Mai cô Mai á, cô Mai bỏ nhà bên em chứ đâu có làm đâu. Em biết không? Mai Lê Tân. Tại vì thông tin rất là liên hệ lại được với Mai. Dạ. Mai nói là sau nhà xe đi thì
Dạ dạ. Đi về đường này bây giờ lên xe trễ nửa tiếng, về nhà có thể trễ 2 tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng. Mới ra giờ đi leo lên 3 giờ về nhà chín giờ tối rồi. 5 giờ là ngủ. Lên cứ 3 giờ lên xe. 3 giờ phải leo lên xe rồi về nhà. Không. Hết giờ rồi, hết giờ rồi. Ôi, xuống, xuống. Hàm thịt chó rồi. Làm chú là đúng rồi anh. Thôi cho anh đọc cảm ơn. Ok, nữa rồi cho anh. Đổ cái hết rồi ra mà mẹ ơ. Đây, đây, đây. Ủa sáng. Đây, đây, đây. Không ai chặt đường em. Con này, con này nãy rồi. Không ăn gì hết. Ăn rồi, nãy ăn rồi chị anh. Nãy ăn rồi. Dạ, quý vị thân thương, thấy clip có hay, xin cho người tình Bến Tre Channel một nút like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ, để Bến Tre Channel có lực làm những clip sau. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã xem video. Và người tình Bến Tre Channel xin chúc tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, thành công trong mọi công việc, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Quý vị và các bạn thấy cảnh đẹp quá tuyệt vời không các bạn? Sóng biển nhấp nhô lùa từng lần cát các bạn. Sóng giờ bay con ghé tràn sẽ cá. Các anh chị những ngày cuối tuần ra đây nghỉ mát tắm biển rất là vui nữa các bạn. Và trong khi đó có nhóm của anh chị em của giáo xứ Bắc Dũng, phường 15 của người Giáp đang đùa dưới cái nước biển này các bạn. Đó, các anh chị đang nô đùa với sóng biển đó các bạn. Sóng nhấp nhô từng đợt các bạn. Đó. Các bạn thấy đẹp không? Quá đẹp luôn các bạn ơi.
Dạ, video đến đây đã kết thúc. Nếu quý vị và các bạn thấy video có hay, xin cho Bến Tre Channel một nút like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ để Bến Tre Channel có lực làm những clip sau. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã xem video. Bye bye.